quá đông anh ạ. Ngày khai trương Vinhome Grand World này, các bạn nhìn ô tô này, quá đông. Thế mới biết tỷ phú Phạm Nhật Vượng kéo cái dòng người về quá khủng khiếp đúng không ạ? Quá khủng khiếp luôn. Hôm nay là khai trương Grand World Hà Nội nhá. Vậy mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã kéo dòng người về. Wow, phải phân làn. Đấy, tôi ra là riêng. Bây giờ tôi ra mà nó đông như thế này, hàng ngàn người đổ về đây. Nhưng các bạn thấy không? Đại đa số ở đây là cư dân của Vinhome Ocean Park nhé. Đại đa số là cư dân của Vinhome mọi miền, từ Tham City này, rồi City này, rồi Park Hill này, Tham City đấy. Đấy, cứ miễn là Vinhome. Vì vậy mà anh Vượng anh bán được rất nhiều thứ, không những mà bán nhà mà bán tất cả các dịch vụ cho người dân của Vinhome, cư dân của Vinhome. Và đặc biệt cư dân của Vinhome như các bạn thấy không, quá giàu, siêu giàu. Cái lượng xe máy này bên tay phải các bạn nó cực kỳ ít, chỉ có ô tô xếp ghê gớm chưa. Wow, đi một dãy dài. Mà mãi đây là Vinhome Ocean Park 3 nhé, nghĩa là Vinhome Ocean Park 3 đặt vào mãi khu Vịnh Thiên Đường này. Rất là đông đúng không? Xe đợi đây, người ta đi bộ vào đấy, hàng km luôn. Đi bộ từ đây vào thì phải là hàng km thì mới đi bộ vào bên trong này. Đông này. Chiến lược của anh Vượng khủng khiếp, kéo hàng triệu người về. Anh em nào quan tâm đến Vinhome Ocean Park 2 với những căn mà người ta mua 36 tỷ thì bây giờ người ta bán 33 tỷ. Đấy. Rồi những cái căn mà 17 tỷ thì bây giờ người ta bán là 13 tỷ bao phí nhá. Thì anh em nào quan tâm vui lòng để lại cái bình luận bên dưới để tôi có thể hỗ trợ quý anh chị.